Với 4.200 cán bộ, công nhân, năm 2022, doanh thu của Công ty Cổ phần Tiên Hưng đạt gần 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 12,3 triệu đồng một người một tháng. Năm 2022, công ty đã dành 1,6 tỷ đồng để đóng góp vào các quỹ từ thiện xã hội nhân đạo của tỉnh Hưng Yên và huyện Tiên Lữ. Năm 2023, Công ty Cổ phần Tiên Hưng tiếp tục tìm kiếm ổn định thị trường, chuyên môn hóa sản xuất, đầu tư sản xuất những sản phẩm khác biệt có giá trị kinh tế cao, mở rộng và phát triển sản xuất, duy trì tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp, đạt mức tăng trưởng thu nhập cho người lao động, lợi nhuận tăng từ 8 đến 10% so với năm 2022. Nhân dịp năm mới, Công ty Cổ phần Tiên Hưng xin gửi tới quý khách hàng, quý đối tác, các quý cơ quan cùng toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Tổng Giám đốc Phạm Tuấn Anh.